Vâng, và cho phép MC xin mời người đẹp Phan Hương ạ, người đẹp Thúy An ạ, và người đẹp Hồng Anh ạ. Hồng Anh ạ, vâng, xin mời ba người đẹp ở lại sân khấu giúp MC ạ. Vâng, thưa quý vị, và như đầu tiên lúc nãy MC nói rằng ngày hôm nay câu lạc bộ chúng tôi có những phần quà để dành tặng cho quý vị. Về món quà vật chất đã xong rồi và bây giờ tinh thần đã xong rồi và bây giờ đến món quà vật chất. Chúng tôi luôn luôn có những 10 phần quà mỗi đại nhạc hội để gửi tặng cho những người may mắn trong buổi tối đại nhạc hội đó. Và bây giờ xin mời người đẹp Hồng Ánh bê hòm phiếu lên sân khấu và xin mời người đẹp Phan Hương và người đẹp Thúy An giúp MC mỗi người bốc ra mỗi người 3 tấm phiếu đi ạ. Vâng, 3 tấm phiếu may mắn để vâng, và để cho phép người đẹp Thúy An xin được công bố 3 tấm phiếu đầu tiên dành cho 3 người may mắn. Xin mời chị ạ. Để em lấy danh sách đã, để lấy danh sách đã. Rồi. Vâng. Bây giờ xin mời người đẹp Thúy An có thể giúp MC đọc tên rõ ràng người đó được không ạ? Đây là một phần thưởng rất là bất ngờ mà rất là bí mật, vì là người đấy là người đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ Lê Yến. Vâng, và bây giờ mới có 5 người chị ơi, 6 người, có 10 người cơ mà. Và bây giờ xin mời chị Hồng Ánh tiếp tục ạ. Vâng, và xin mời chị bốc cho em 3 tập phiếu tiếp theo ạ, để dành tặng cho mọi người. Em xin mời số 12 chị Xuân Hà. Vâng, kính thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đó là 10 người may mắn đã được nhận quà của câu lạc bộ chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời anh trai Nguyễn Tất Kim Dũng ạ,
Và anh Hùng Mạnh Sarut sẽ giúp ban tổ chức trao những món quà cho những người may mắn ngày hôm nay ạ. Xin mời. Là đây là một cái sự may mắn ngẫu nhiên chứ không có dùng quan hệ đâu ạ. Em xin tất cả vỗ tay để chúc mừng những người may mắn nhất tối ngày hôm nay ạ. Anh Quân ạ, còn một số nữa, xin mời anh. Vâng, xin mời anh có thể có được không ạ? Chúng ta đứng thay vòng cung để chụp ảnh được không ạ? Xin mời các anh chị chúng ta được bác sĩ giới thiệu đứng thành và vòng cung cho em để chúng ta chụp ảnh ạ. Chúng ta cầm quà trên tay nhá. Vâng, và bây giờ xin mời các phóng viên nhiếp ảnh của câu lạc bộ chúng ta hãy ghi lại những giây phút đặc biệt này đi ạ. Vâng, thưa quý vị, trên sân khấu chúng ta lúc này đó là 10 chàng trai, có 10 chàng trai cả cô gái ngày hôm nay là những người xinh đẹp nhất, đẹp trai nhất, xinh gái nhất và những người may mắn nhất trong buổi tối này. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 10 người được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng cho 10 người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là món quà thay những lời cảm ơn của câu lạc bộ chúng tôi dành tặng cho tất cả quý vị và mong muốn rằng quý vị hãy yêu mến và đồng hành với câu lạc bộ chúng tôi nhiều hơn nữa để câu lạc bộ chúng tôi mãi là những người bạn thân thương giao lưu chia sẻ buồn vui quý vị